mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn và fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp ông Park Hang-sang, Chủ tịch Tập đoàn KBI Hàn Quốc, nhân dịp ông đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định quan điểm chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên là luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt thủ tục và có nhiều cơ chế ưu đãi, đặc biệt là những dự án sạch. Đề nghị tập đoàn KBI đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp sạch đã đầu tư tại huyện Ân Thi, đồng thời mong muốn tập đoàn và cá nhân ông Park Hang-sang giới thiệu hình ảnh, tiềm năng lợi thế của Hưng Yên với Hàn Quốc, trên cơ sở đó tìm kiếm kêu gọi các dự án có năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất sạch về đầu tư sớm lấp đầy khu công nghiệp sạch nói trên. Chủ tịch tập đoàn KBI cam kết sẽ dùng uy tín cá nhân của mình và của tập đoàn để giới thiệu kêu gọi các dự án đầu tư vào Hưng Yên. Trước mắt, Chủ tịch Park Hang-sang đề xuất 3 thế mạnh của tập đoàn muốn đầu tư là xử lý rác thải, bệnh viện đa khoa và sản xuất linh kiện ô tô. Cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc, chấn chỉnh công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo triệt để, thường xuyên, liên tục. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trần Quốc Văn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra sáng nay. Cho rằng trong tổng số gần 5.400 cơ sở được kiểm tra năm 2022, nhưng chỉ phát hiện hơn 9% số cơ sở có vi phạm, xử phạt số tiền chưa đến 1 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá kết quả này chưa phản ánh đúng thực tế diễn biến phức tạp của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay. Ngành nông nghiệp phải có hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch an toàn, đảm bảo thực phẩm sạch ngay từ đầu vào, tăng cường công khai thông tin các cơ sở đảm bảo cũng như là không đảm bảo về an toàn thực phẩm trên các cơ quan báo chí. Tỉnh cũng đã có chủ trương chính sách hỗ trợ cụ thể việc bố trí các khu giết mổ tập trung đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tiếp tục là các thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có nhiều tuyến đường đã được nâng cấp cải tạo kết nối giao thông giữa các xã phường. Tuy vậy, ở một số tuyến chưa có hệ thống chiếu sáng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đường từ phường Lam Sơn sang Đê Bối, xã Hùng Cường có chiều dài 1 km. Tuy nhiên hiện chỉ có khoảng 200 m đường trên địa bàn phường Lam Sơn có điện chiếu sáng, còn lại khoảng 800 m đường ở khu vực giữa cánh đồng bãi vắng xã Hùng Cường chưa được lắp điện chiếu sáng. Tương tự, đoạn đường Linh Đài từ cửa khẩu Dốc Đá đến Đình Trắng khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu có chiều dài gần 1 km, đi giữa cánh đồng đến nay cũng chưa được đầu tư điện chiếu sáng. Ngoài ra, người dân thành phố Hưng Yên còn kiến nghị về hệ thống chiếu sáng ở đầu đường An Vũ, Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, phố Nguyễn Du, phường Quang Trung. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định phải đặt cọc 20% tổng giá trị mới được đấu giá đất. Theo đó, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác. Nghị định 10/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Phản hồi đề xuất của các hiệp hội và địa phương về việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, Bộ Tài chính cho rằng chính sách này hiện không phù hợp. Theo Bộ Tài chính, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từng được triển khai để hỗ trợ cho ngành ô tô sản xuất lắp ráp trong nước 2020-2022 và đạt được hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, COVID-19 đã được kiểm soát và thời điểm này không phù hợp để tiếp tục giảm phí trước bạ. Việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước ảnh hưởng tới cam kết quốc tế và thu ngân sách địa phương. Bộ Tài chính cho hay, nếu ưu đãi riêng cho nhóm ô tô trong nước, các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới có thể nhìn nhận đây như là một khoản trợ cấp của chính phủ. Do vậy, bộ này không ủng hộ việc giảm tiếp phí trước bạ cho ô tô trong nước. Từ nay đến cuối năm 2023, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng đỗ và đón trả khách không đúng quy định.
Theo đó, các hành vi xe taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, không có phù hiệu xe taxi hoặc có phù hiệu nhưng hết hạn, không sử dụng đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định, xe taxi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và cả vấn đề lái xe taxi gian lận cước của khách đều sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ như ghi hình, chụp hình các xe taxi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị để làm căn cứ ra văn bản chấn chỉnh, đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thu hồi phù hiệu có thời hạn đối với xe vi phạm. Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cũng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam là hai quan chức cao nhất bị bắt trong vụ án chuyến bay giải cứu tính tới thời điểm này. Thời điểm thực hiện hành vi nhận hối lộ, ông Vũ Hồng Nam còn kiêm nhiệm chức cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. Hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương cũng bị đề nghị truy tố về những sai phạm liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Lãnh đạo thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ điện giật làm 3 người trong một gia đình ở phường Mỹ Phước tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua ngày 4 tháng 4, do trời mưa to, có dông lốc, cây xanh đổ đè lên đường dây điện ba pha, làm căng đứt dây điện. Lúc này, bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1953, ngụ phường Mỹ Phước, đi ra quét nước, đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1952, con trai là Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1983, và cháu nội là Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2011, đang ở trong nhà thấy vậy, liền chạy ra cứu, cũng bị điện giật. Vụ điện giật làm ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thái Dương tử vong tại chỗ, còn bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ. Một thông tin vui trong lĩnh vực du lịch, chuyên trang du lịch của hãng tin CNN vừa đánh giá Vịnh Hạ Long là một trong 25 điểm đến đẹp nhất thế giới. CNN nhận định Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Đông Nam Á và là một trong những địa điểm đẹp nhất Việt Nam. Địa danh này được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994, quyến rũ du khách bởi hàng nghìn hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt nước biển xanh ngọc và những ngôi làng nổi. Chuyên trang du lịch của hãng tin này cũng gợi ý thời điểm lý tưởng nhất để đến Hạ Long là từ tháng 3, tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 11 vì trời rất ít mưa và điều kiện hành trình gần như hoàn hảo. Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ quan quản lý dữ liệu của Anh xác nhận vừa phạt mạng xã hội TikTok 12,7 triệu bảng Anh vì để hơn 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi ở nước này sử dụng TikTok mà không có sự đồng ý của người lớn. Văn phòng Ủy ban Thông tin ICO cho biết việc vi phạm của TikTok xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020. ICO cho biết TikTok có quy định độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản là 13 tuổi. Tuy nhiên, ứng dụng này đã không hành động đầy đủ để kiểm tra xem ai đang sử dụng TikTok và xóa tài khoản của những trẻ dưới 13 tuổi. Cơ quan này lo ngại dữ liệu có thể đã được TikTok sử dụng để theo dõi và lập hồ sơ cho những trẻ em này. Điều này tạo ra nguy cơ cung cấp nội dung có hại hoặc không phù hợp cho những trẻ em trong những lần truy cập sau đó. Đông đảo người dân ở Iran mới đây đã cùng nhau đến các công viên địa phương, vườn hoa hoặc vùng nông thôn xanh tươi để tận hưởng không khí trong lành nhân ngày thiên nhiên. Ngày thiên nhiên là ngày lễ quan trọng đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ năm mới Nauru hay Tết Ba Tư truyền thống tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện được tổ chức vào ngày thứ 13 của Tết Ba Tư hàng năm, năm nay rơi vào ngày 2 tháng 4 dương lịch, với ý nghĩa khuyến khích mọi người rời khỏi nhà nhằm chào đón mùa xuân và bỏ lại sau lưng mọi phiền muộn, xui rủi. Vào ngày thiên nhiên, người dân Iran thường tổ chức các hoạt động ngoài trời như chơi nhạc, khiêu vũ, chơi thể thao, thưởng thức các món ăn truyền thống. Nhiều người cũng thắt nút trên cây cỏ tượng trưng cho mối quan hệ giữa cuộc sống và thiên nhiên, hoặc đánh dấu việc hoàn thành ước nguyện. Kết quả khảo sát công bố ngày 4 tháng 4 cho thấy thành phố Zurich của Thụy Sĩ được xếp hạng là thành phố thông minh nhất thế giới vào năm 2023. Kết quả khảo sát do Viện Phát triển Quản lý IMD của Trường Kinh doanh Thụy Sĩ công bố hôm 4 tháng 4 đã tiến hành xếp hạng 141 thành phố theo cách họ sử dụng công nghệ để giải quyết những thách thức nhằm đạt được chất lượng cuộc sống cao hơn.
Theo danh sách này, Zurich, Thụy Sĩ, Oslo, Na Uy và Canberra của Australia lần lượt là những thành phố thông minh nhất trên thế giới vào năm 2023. Trong khi đó, tại khu vực châu Á, Singapore là thành phố thông minh nhất và xếp thứ 7 trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.